Hi, xin chào các bạn cùng trở lại với kênh của Hiếu Nguyễn Fish và mình là Mr. Fish. Hey, xin chào các bạn, lâu lắm rồi mới được có cơ hội trở lại. Công việc nó quá nhiều những cái phải lo lắng các bạn. Rồi xong rồi con mình nhập học nữa, rồi bệnh nữa, rồi tùm lum hết trơn, ra là không có thời gian luôn. Rất là nhiều anh em nhắn tin cho mình hỏi sao dạo này là không có lên clip gì hết trơn. Thì cũng chia sẻ với các bạn luôn á, thì công việc của mình cũng có công việc riêng, thì cũng nhiều anh em cũng biết rồi đó. Thì mình đang chuẩn bị cho cái chương trình lễ cưới tập thể năm 2023. Thì vừa rồi thì nó ngày 27 tháng 8 vừa rồi thì có cái đường chạy cặp đôi á. Couple Run 2023 nó là cái chương trình khởi động cho chương trình lễ cưới tập thể. Thì bạn nào mà có xem ở trên các phương tiện truyền thông hoặc là chúng ta muốn tìm hiểu thì chúng ta có thể đánh cái tên là chương trình lễ cưới tập thể năm 2023 hoặc là sự kiện khởi động của chương trình lễ cưới tập thể năm 2023 đường chạy cặp đôi Couple Run 2023. Thì đây là một cái đường chạy đầu tiên là về cặp đôi, thì mình đang khởi động cho cái chương trình lễ cưới tập thể ngày 15 tháng 10 á. Nên là cái công tác chuẩn bị rất là nhiều. Cho nên là thường đây là cái thời điểm mà cao điểm nhất của công việc của mình. Thì vừa xong cái này thì Tết mình sẽ chuẩn bị chăm lo Tết cho thanh niên công nhân. Thì chuẩn bị chuyến xe thanh niên công nhân miễn phí luôn các bạn. Thì ra là cái thời điểm cuối năm bên mình rất là bận. Tuy nhiên thì cũng dành cái thời gian dành cho đam mê của mình. Chủ đề ngày hôm nay thì nó sẽ không về cái chuyên môn nuôi cá rồng các bạn, nhưng mà nó đang là một cái xu hướng thời đại về cái thú chơi cá rồng của chúng ta hiện tại, thì nó làm cho nó thay đổi cái cục diện rất là nhiều. Nên cái này chỉ là quan điểm thôi. Thì chúng ta sẽ vào trong clip xem cái quan điểm của mình về cái thời điểm nuôi cá rồng hiện tại nha. Ok, let's go. Thì đối với cái thị trường cá rồng hiện tại các bạn, thì nó thay đổi rất là nhiều so với vài năm trước các bạn. Vài năm trước á, khi mà các bạn muốn tìm một con bối hay một con huyết á, thì nó cũng rất là khó khăn ha. Cho nên là chúng ta cũng thường là chúng ta sẽ dựa vào những cái con có giá rẻ hơn, ví dụ như là kim long cao lưng hay là hồng long hay là thanh long rồi ngân long ha. Rất là nhiều những cái con mà có thể là lựa chọn để chúng ta chơi khi mà chúng ta mới bắt đầu vào chơi á. Thì chúng ta sẽ chọn những cái con đó vì cái thứ nhất là cái con đó nó dễ nuôi, thứ hai là giá nó rẻ hơn. Thì tuy nhiên thì tới cái thời điểm hiện tại các bạn, thì các bạn có thể thấy là cái dòng kim long quá bối hay là cái dòng huyết long á, thì hiện tại cái giá của nó đã thấp hơn rất là nhiều. Thấp hơn rất là nhiều nha, rất nhiều lần. Chỉ cần 2-3 triệu là chúng ta có thể mua được một con bối. Từ 5-6 triệu là chúng ta có thể mua được con huyết. Trong khi ngày xưa là chúng ta phải bỏ ra cái số tiền gấp đôi và thậm chí gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần cái số tiền đó ha. Thì thành ra là nó đã thay đổi cái quan điểm chơi của thế giới cá rồng rất là nhiều. Là chúng ta sẽ nói chung là theo cái thị hướng các bạn. Thị hướng là chúng ta rất là dễ mua những con đó rồi thì chúng ta sẽ mua luôn, chứ chúng ta không cần phải chơi những cái con kia nữa. Thì hồi xưa là chúng ta suy nghĩ là chúng ta chơi những con rẻ, nó dễ nuôi, chúng ta tập nuôi. Thì cái thời điểm bây giờ là chúng ta đã có khả năng để mua những cái con cao cấp hơn, thì chúng ta chơi thẳng cao cấp luôn. Chúng ta không cần phải chơi những cái con rẻ kia nữa. Thì vì cái xu thế đó các bạn, thì nhìn chung lại thì chúng ta sẽ theo mình cảm thấy là hiện tại nha, thì có nhiều anh em tìm rất là khó những cái dòng mà thấp hơn. Cái dòng mà ngân long thường á thì dễ ha, cái dòng mà ngân albino á thì cũng rất là dễ tìm. Tuy nhiên là một số dòng ví dụ như là kim long út thì vẫn còn tìm được ha, hồng long thì cũng còn tìm được. Tuy nhiên một số cái dòng đặc biệt giống như là thanh long, hắc long là coi như là không còn thấy trên thị trường các bạn. Nhiều anh em mà tìm cái con này cũng đã đời luôn. Và ngay cả hồng long cũng tìm cũng hơi khó, kim long út cũng tìm hơi khó rồi đó. Nói chung là vẫn còn bán, tuy nhiên là sắp tới thì những cái con này có thể nó cũng sẽ mất đi luôn. Thì không ai chơi nữa các bạn.
dạng như ngân lông á, albino hoặc là ngân lông thường á, thì mình thấy là hai con này là tương đối thì nó phổ biến, thì nó sẽ không có bị mất đi. Tuy nhiên là những cái con mà đặc biệt như là kim lông Úc, rồi hồng lông, thanh lông, rồi hắc lông á, là những cái con sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thị trường các bạn. Đó, dường như là bây giờ không còn ai thích thú để nuôi những con này nữa. Đó, thành ra là nó cái thứ hai nữa, cái nó sẽ biến lại là khi mà người ta ít nuôi á, thì cái người mà chủ bán cá người ta sẽ không nhập về nữa các bạn. Nhập ít lắm, tại vì nhập về bán cũng không được. Đó, cuối cùng á là sẽ có một số người nhập thôi, nhưng mà hả, họ bán rất là chậm. Thành ra họ phải giữ hồ, họ nuôi lại, rồi xong bắt đầu là cái giá của nó sẽ đẩy lên rất là cao. Đó, hiện tại một con thanh long mà các bạn muốn mua được đó, giá nó phải từ 1 triệu 8, 2 triệu tới 3 triệu, kinh khủng. Một con hắc long đó, hắc long hiện tại các bạn tìm cũng không thấy luôn, có những cái size bự, size lớn đó, size từ 30, 35, 40 đó, mà nó cũng rất là hiếm, 45 rồi đó. Thì cái đó các bạn mua phải từ giá 3 tới 4 triệu, coi như là giá nó bằng một con bối, thành ra là sẽ rất là khó để các anh em tiếp cận. Thành ra là chúng ta sẽ không chọn những con đó, tại vì nó cũng đâu phải là nó quá xịn đâu. Nếu mà chúng ta theo thị hiếu thì kim long quá bối nè, nó giống như vàng ha, rồi huyết long là nó đỏ như hoa đào đó, nó mang tới cái vận đỏ, mang tới kim tiền đó, chúng ta sẽ thích hơn, tại vì chúng ta có thể mua rất là dễ dàng, bạn bây giờ trả góp cũng mua được nữa. Đó, thì thành ra là chúng ta cần gì phải mua mấy cái con này đó. Nhưng mà các bạn thấy không, con hắc long của mình đó, đó. Nó cũng giống như con ngân thường thôi các bạn đó, nó chỉ khác một xíu là cái về cái đuôi phía sau với cái phần vảy của nó khác chút xíu thôi đó. Ra là để bỏ một số tiền để chúng ta mua những cái con này về thì hả, chúng ta sẽ cân nhắc và chúng ta nên là chúng ta sẽ theo thị hiếu là chúng ta sẽ mua bối và huyết thôi. Đó, thành ra những con này là dần dần theo mình thấy là nó sẽ biến mất luôn, sẽ không còn nữa. Đó, thì và cả cái quan điểm của chúng ta khi chơi ấy, là chúng ta sẽ cũng thay đổi theo, là mình thấy là nhiều người bây giờ là chơi là huyết không hoặc là bối không luôn. Đó, chứ mấy cái con kia là coi như không quan tâm tới luôn. Đó, tuy nhiên thì những cái người chơi truyền thống giống như mình đó, thì mình vẫn thích mỗi cái con cá rồng nó sẽ có một cái vẻ đẹp riêng. Đó, mình cũng không có ca tụng con nào và mình cũng không có chê bai con nào cả. Đó, thì những anh em nào mà chúng ta muốn chơi truyền thống và chúng ta muốn tạo cái sự trải nghiệm của riêng mình đó, thì chúng ta có thể là quay về chúng ta chơi chơi từng con đó, rồi xong sau đó là chúng ta sẽ tập hợp lại thành một cái kinh nghiệm của bản thân mình đó, một cái thú chơi ha. Còn tuy nhiên thì mình thấy là hiện tại là bối với huyết là coi như là ngập tràn luôn. Và sắp tới thì mình sẽ thấy là những cái con này nó còn rẻ hơn nữa. Tại vì sao các bạn? Tại vì người ta nhân giống nhiều và nhập hàng về nhiều. Thì đương nhiên là hả, giá nó sẽ cạnh tranh hơn, nó sẽ thấp hơn nhiều nữa. Đó, và bắt đầu thì những cái con kia nó trở thành hàng hiếm. Thì giá nó bắt đầu nó sẽ đẩy lên cao nữa. Đó, thì theo mình dự đoán là như vậy. Nhưng tuy nhiên thì cao như vậy thì nó mà mọi người không chơi thì người ta cũng không có mua đó, thành ra là nó sẽ biến mất luôn. Đó, nó biến mất luôn thì chúng ta sẽ hiếp khi nào chúng ta sẽ được nhìn thấy nó nữa. Đó, thì cái thị trường cá rồng bây giờ là như vậy theo mình dự đoán ha. Cho nên là đối với mình vẫn giữ nguyên cái quan điểm của mình ha. Mình không có giống một số anh em là cứ lên nói là ủ cá xấu quá đâu này kia, giờ này mà còn nuôi mấy cái con này, ai mà thèm nuôi đồ này kia ha. Không có ha các bạn ha. Mình là kiểu như là mình chơi là cái thú chơi, thì mình thích thì mình chơi thôi. Mình cảm thấy là cái con đó mình thích thì mình chơi, là mình tạo những cái điều kiện tốt nhất cho nó để nó phát triển đó, chứ không phải là hả chơi chơi cho biết, tại vì cái con này nó rẻ rồi, tại vì cái con này hả không ai chơi đó, thì mình chơi đừng mình làm màu hay gì á, không có các bạn ha. Thì chúng ta chơi ấy, thì nếu mà chúng ta bị hướng theo một cái gọi là chúng ta đi vào cái hướng kinh tế thị trường quá, chúng ta chỉ nghĩ tới là mấy triệu là mua được con này, mấy triệu mua được con kia, thì chúng ta nên mua những con đó. Thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ quên rằng chúng ta cần có những kỹ năng để chúng ta chơi.
chúng ta có thật sự là thích cái bộ môn cá rồng này hay không. Mình thấy là những anh em chơi hả, người ta hả, con cá chứ người ta chỉ cần trầy miếng thôi, người ta tiếc đứt ruột. Còn có nhiều anh em hả lên bình luận câu trời cá xấu quắc đem chiên đi, chiên ăn. Rồi, cá người ta không có nuôi mà các bạn đem chiên cái gì các bạn. Ra là mình thấy là giống như nhiều anh em chơi giống như là để khoe của, mình không biết là có đụng với ai không ha. Tuy nhiên thì theo mình á, thì mình thấy là khi mà có một cái thú chơi á, chúng ta nên tôn trọng người khác. Người ta chơi đó là cái sở thích của người ta, chứ không phải là tiền không quyết định đâu các bạn, tiền không quyết định những cái thú chơi đâu. Nhiều khi mà chúng ta đã đam mê rồi á, chúng ta sẽ cố gắng để mua cái con đó. Chứ không phải là tiền nó mắc quá tôi không dám chơi. Thật ra là nhiều người người ta không có tiền nhưng mà người ta thích, rồi người ta có thể là cố gắng hết sức để người ta mua những cái con cá rất là đắt tiền các bạn đó. Thì cũng nói về cái thị trường đó thì mình cũng xin nhắc lại anh em một lần nữa là khi chúng ta tìm thấy mình có cái đam mê đối với bộ con cá rồng thì chúng ta nên tập trung vào những cái kỹ năng, những cái kỹ năng để chúng ta nuôi con cá chúng ta làm cách tốt nhất để cho nó đẹp nhất có thể. Và chúng ta phải thật sự là thích và thật sự là thương nó, thì nó sẽ trả lại cho chúng ta những cái kết quả rất là thích. Giống như mình đó, mỗi cái hồ cá mặc dù là mình xài hồ cũ hồ cùi, cá của mình cũng có cùi thôi, nhưng mà mình chăm sóc nó tỉ mỉ các bạn. Chúng ta chùi rửa hồ hay là chúng ta để cho nó lên rêu xanh hay là bất cứ một cái gì đó, hay là chúng ta trồng một cái cây trên cái hộp lọc, chúng ta chăm chút từng xí một thì nó tạo nên cái vẻ đẹp chung của cái hồ cá, thì chúng ta sẽ rất là thích các bạn, rất là thích. Và chúng ta sẽ được giống như chơi thì chúng ta được giải trí nè, được thỏa mãn cái đam mê của mình nè. Đó thì nó tạo nên sự thoải mái cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta chơi là để có với mọi người đó, rồi chúng ta để cho nó bệnh hoạn rồi tùm lum la. Có những người hả nuôi đem về giục con cá đó, lâu lâu quay lên clip và tôi có con này có con kia các bạn, mà nhiều khi nó chết ngắt luôn đó, thì rất là tội ha. Các bạn phải định hình lại là chúng ta có thích cái bộ môn này hay không. Chúng ta đừng có theo thị trường quá các bạn, thì theo thị trường quá thì chúng ta chính là cái người bị bất lợi á, giống như là bị cá chơi lại các bạn, bỏ số tiền lớn mua cá xịn về xong rồi hả không biết nuôi rồi nó bệnh xong nó chết, chúng ta mất tiền các bạn đó. Thì bây giờ mình phải định hình lại là mình có thích không, tự nhiên mình giác cực vô thân để làm cái gì đó. Mình nuôi cá mà mình cảm thấy thích, mình cảm thấy sướng sau những cái giờ mà làm việc của mình á, cảm thấy mệt mỏi đó. Mình có quen những cái anh em mà chơi cá rồng các bạn, mà những lính phòng cháy chữa cháy đâu này kia, những cái người lái xe tải, những cái người mà làm việc rất là nặng nhọc đó, nhưng mà khi mà về họ đến với con cá họ dù chỉ có một con hai con thôi nhưng mà họ rất là vui các bạn đó, nuôi trong thùng xốp hay là nuôi trong cái hồ kính dù là hồ cùi đi chăng nữa đó, thì cảm thấy là rất là vui vì con cá nó sung khỏe. Chỉ cần một cái số cái khó khăn của nó thôi là cũng cảm thấy là hơi hơi buồn chút xíu rồi đó, cho nên là họ luôn tìm những cái tốt nhất cho con cá để con cá nó khi mà nó đã sung mãn, nó đã đẹp rồi, nó sẽ giúp lại cuộc sống chúng ta, làm cuộc sống chúng ta tươi đẹp hơn đó, chứ không phải là chúng ta chỉ nuôi để cạnh tranh với người này cạnh tranh với người kia rồi lên lên trên này lên trên kia khoe khoang hay là cái gì hết đó. Thì chúng ta phải xem lại quan điểm của chúng ta để chúng ta nuôi được tốt hơn đó. Rồi khi mà chúng ta đã biết được là chúng ta đam mê rồi thì chúng ta chỉ cần lục ở trên YouTube lại, rất là nhiều anh em chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là hay đó. Mình ngay cả mình đây là nhiều khi mình cũng lên mình thấy anh em chia sẻ hay là mình bay qua mình coi liền đó, để mình coi mình rút kinh nghiệm các bạn đó, chứ không phải là hả biết tuốt không có biết tuốt đâu các bạn ơi, cái nào nó cũng mới hết á. Thành ra là hả khi mà chúng ta nuôi mà chúng ta không biết gì hết thì chúng ta chỉ bị cái môn đó nó chơi mình thôi, chứ không còn là thú vui nữa. Ok, lâu lâu trở lại thì lại có một cái tùm lum tùm la chia sẻ với các bạn thôi. Tuy nhiên thì cũng là một cái suy nghĩ mình chia sẻ thêm để anh em cùng thảo luận ha. Mong là cái thú chơi của chúng ta sẽ được nâng cấp lên và chúng ta được giúp cho cuộc sống chúng ta tươi đẹp hơn. Ok, clip của mình tới đây là kết thúc rồi. Thì bạn nào thấy cùng quan điểm với mình thì sẽ cho mình một cái like, một cái subscribe để kênh của mình nó được nhân rộng thêm ha. Và chúng ta những cái quan điểm nào mà chúng ta khác một chút hoặc là chúng ta có đóng góp thêm thì chúng ta có thể là đăng
comment ở dưới cái phần bình luận á, thì mình sẽ trả lời và thảo luận cùng anh em ha. Và chúng ta sẽ có được những cái ý kiến, những cái trao đổi qua lại, thì như vậy thì cái thú chơi của chúng ta nó sẽ càng lúc nó càng hoàn thiện hơn. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã dành thời gian theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Bye bye.